Chào các cô chú và các anh chị yêu dấu ạ. Hôm nay em Vy sẽ hướng dẫn bài Rồi Tới Luôn. Bài này đang là hot trend TikTok của giới trẻ và nhảy theo phong cách video nhé. Bài này chúng ta sẽ có 3 phần. Phần A, phần B, phần C. Phần A là phần intro có 4 câu, phần B là phần main dance, phần nhảy chính 4 câu và phần C là thì chúng ta cũng sẽ có 4 câu. Rất là đơn giản thôi. Phần B thì chúng ta sẽ đi 4 hướng ha. Còn phần A và phần C thì chúng ta chỉ nhảy một mặt chính thôi ạ. Phần A là phần intro có 4 câu. Chúng ta sẽ đi theo phong cách bachata ha. Câu số 1 chúng ta lắc không tại chỗ ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 2 chúng ta thực hiện 3 bước đi ngang. 2, 2, 3, 4, ngang về 5, 6, 7, 8. Câu số 3 chúng ta hạ trên phải, hất hông trái. 3, 2, 3, 4, hạ trái hất phải. 5, 6, 7, 8. Câu 4 chúng ta thực hiện xoay. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta thực hiện lại phần A nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần B. Phần B sẽ có 4 câu là phần main dance. Phần nhảy chính ha, chúng ta sẽ nhảy 4 hướng ạ. Chân phải của chúng ta đi nào, điểm chéo là 1, 2. Khi chúng ta điểm chúng ta muốn đẹp thì đầu tiên là chúng ta sẽ hơi trùng gối chân trụ và đẩy cái phần hông của chân điểm lên ha. 1 thì đẩy hông qua bên, 1 thì chúng ta sẽ đẩy hông qua bên trái. 2 đẩy hông qua bên phải. 3, 4 hạ trọng tâm phải. 5, 6, 7, 8 hạ luôn trọng tâm trái. Chúng ta thực hiện lại câu số 1 nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hạ luôn trọng tâm trái. Câu số 2 chúng ta thực hiện xoay nửa vòng, sau đó xoay tiếp 90 độ nào. Bước chân phải lên 2, 2, cha, 3 và 4. Bước chân trái lên xoay 90 độ về phía bên phải. 5, 6, 7 và 8. Chúng ta thực hiện câu số 2. 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Câu số 3 chúng ta bước ngang. 3 chụp 2, 3 4 chuyển hướng 90 độ qua trái. 3 chụp 4. Tiếp tục 5 6 bước ngang không chuyển hướng. 5 6 7 8 bước chuyển hướng 90 độ qua trái. 7 8. Chúng ta thực hiện lại câu số 3 nhé. Khi đi câu 3 đồng thời tay chúng ta xoay luôn ha. Xoay tay thì 3 2 chúng ta xoay tay thấp. 3 4 bước chuyển hướng 90 độ trái nào. 3 4 nâng cao lên nhưng mà đừng đưa cao quá bởi vì nó sẽ che mất mặt của mình ở dưới này rồi phía bên mặt đây thôi. Hoặc là thấp xuống một chút xíu cũng được chứ đừng để che ngay mặt của mình ha. Rồi tiếp tục 5 6 chúng ta không chuyển hướng. 5 6 7 8 chúng ta chuyển hướng. 7 8. Thì khi chân phải qua thì tay chúng ta hơi thấp, khi chân trái qua thì tay chúng ta đưa cao. Một lần nữa câu số 3 ạ. 3 2 3 4 5 6 7 8. Câu số 4 chúng ta điểm gót nào. 4 và 2 và 3 và 4. Lúc này nếu như mà chúng ta và 4 là chúng ta nhấc hai gót, hoặc là nếu như chúng ta không nhấc gót thì chúng ta sẽ sử dụng vai ở đây, tùy theo là chúng ta làm được động tác nào. Nếu như mà chúng ta không sử dụng được phần vai thì chúng ta nhấc gót lên nè. 4 và 2 và 3 và 4 và 3 là chúng ta đặt bằng hai chân nè. Rồi và là chúng ta lên hai gót và 4 chúng ta hạ xuống. Và trọng tâm nó vẫn nằm
nằm sau các chị nhé. Rồi từ đây ạ là 4 và 2 và 3 và 4 thu trên phải và 5 và 6 và 7 và 8. Lần nữa nào. 4 và 2 và 3 và 4 và 5 và 6 và 7 và 8. Lúc này và 8 là chúng ta phải đổ trọng tâm lên chân trên để 1 2 chúng ta sẽ đi lại từ đầu với chân phải. Chúng ta thực hiện lại bài 4 hướng nhé. Số 1 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 và 4 5 6 7 và 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 và 2 và 3 và 4 và 5 và 6 và 7 và 8. Đổ trọng tâm lên chân trên. Chúng ta đi hướng thứ hai sẽ bắt đầu ở mặt 3 giờ ạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 và 4 5 6 7 và 8 3 2 3 4 5 6 7 8 điểm. 4 và 2 và 3 và 4 và 5 và 6 và 7 và 8. Tiếp tục hướng thứ 3 mặt 6 giờ. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 và 4 5 6 7 và 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 và 2 và 3 và 4 và 5 và 6 và 7 và 8. Hướng thứ 4 mặt 9 giờ. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 và 4 5 6 7 và 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 và 2 và 3 và 4 và 5 và 6 và 7 và 8. Sau khi chúng ta thực hiện phần B 4 hướng xong thì chúng ta sẽ đi đến phần C. Phần C là sẽ có 4 câu. Bây giờ chúng ta vô phần C nhé. Chúng ta sẽ bước chân phải chéo góc 45 độ lên phía bên phải. Thì lúc này người chúng ta sẽ hướng về bên trái ha, là 1, 2, 3, 4. Bước chân trái chéo lên 5, 6, 7, 8. Chúng ta đi dứt dắt đấy ạ. Bước tiến lên trên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 chúng ta lùi thẳng nào. 2, 2, 3, 4. Khi chúng ta lùi thì chúng ta gõ gót nào. Lùi 2 gõ 2, 3 gõ 4, 5 gõ 6, 7 gõ 8. Vị trí này thì chúng ta gõ gót hay gõ mũi đều được ha. Câu 2 nào. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 3 chúng ta đi giống câu 1. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 4 chúng ta đi giống câu 2. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta sẽ thực hiện lại phần C nhé. Tay chúng ta lúc đấy chúng ta đưa được mềm mại thì chúng ta đưa theo ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và bài này chúng ta sẽ nhảy theo thứ tự, đó là phần A 4 lần B, phần C ha. Chúng ta nhớ là A 4 B 1 C. Sau đó chúng ta sẽ tiếp theo đó là 2 lần A 1 lần C và
Sau đấy thì chúng ta sẽ nhảy phần B. Em sẽ chú thích phần nhảy, cách nhảy của bài ở phía dưới video. Chúc cả nhà thành công với rồi tới luôn.